xuyên nha. Ở đây mình ẩm thịt, cái chợ mà chỉ là chỉ ẩm thịt mà thôi. À, các bạn có biết rằng là chợ thì liên tưởng đến một cái sự kinh doanh mua bán trao đổi đa dạng mặt hàng hóa, nhưng mà chợ này chỉ có một mặt hàng, đó là ẩm thực. Lạ không? Rất lạ ha. Nhưng mà có một cái hay là như Sài Gòn mà không có nha. Sài Gòn bán tùm lum á, ru lớn vậy á, chỉ là ẩm thực thì cũng hơi có, chứ vô chợ ăn đông cũng khu ẩm thực bán chung tùm lum ra hết, nhưng này là không có bán gì hết, chỉ có ẩm thực mà thôi. Để làm chi? Để nó thể hiện một cái nét văn hóa gọi rằng là riêng tư. Thấy không? Có nghĩa rằng là chúng ta ở thành phố Long Xuyên nghe nói là đi ẩm thực là ra chợ khu ẩm thực phường Mỹ Long, ok. Mà ở đây có rất là cái chợ tên Mỹ, Mỹ Long nè, Mỹ Phước nè, Mỹ Quý nè, Mỹ Xuyên nè, thấy không? Hôm qua ở Đồng Tháp là Duy cũng tìm được ba ngôi chợ Mỹ, là Mỹ Thọ nè, Mỹ Hiệp nè, Mỹ Xuyên, rồi mới mốt về Sóc Trăng là Mỹ Tú nè, Mỹ Sào nè, thấy không? Ra ngoài Đà Nẵng là Mỹ Sơn nè, toàn Mỹ không. Tức là một bộ sưu tập các ngôi chợ bắt đầu chữ Mỹ. Thì các bạn sẽ, nếu mà mai sau Duy có 100 ngôi chợ như vậy thì các bạn ủng hộ Duy nha. Rồi mời các bạn đang chờ, anh sẽ đem thức ăn đến cho Duy. Ở đây người ta cũng Duy giống như người ta, chứ không phải người ta giống như Duy, tại vì Duy từ xa lại đến đây để ăn, nhưng mà sướng con cái rằng là chỉ bán đồ ăn thôi, không có ta thịt hay gì chợ là bán này món kêu hôm này là chỉ một món rồi. Anh ăn hay hay có cà phê à, có cà phê không anh? Có đầy đủ cà phê. Em bình thường bạn này là cà phê đá bình thường, còn em cà phê đá hơi ngọt một chút. Rồi cho 2 phút nữa. Rồi à, 2 ly phơi một chè, 2 ly kêu chè không phải chút. À mấy cô ý anh ở đây hơi vui, tức là ý là Duy ăn ngọt á, anh gọi là chè. Chị là người ở thành phố Long Xuyên ha, là chị chắc thường xuyên đến đây ăn sáng hả? Chị có thể là dành cho em phút thôi, em hỏi là ngôi chợ này thành thật từ năm nào hả chị? Em ở Vinh Châu Thành lâu, mới ăn là cái này đúng không ạ? Chắc anh bán đây là biết nè, ngôi chợ này mình ăn năm nào vậy? Em bán quán lâu rồi, mình đây là không có nhớ năm nào mất rồi. Dạ đúng rồi. Có thể là hàng chục năm chưa? Có hơn. Wow. Tại vì còn cái chợ mới này nó mất là mất 2 năm à. Dạ. Cũ đó là có là nhưng mà cũng đặc thù là bán thức ăn không? Theo nhìn thấy này hay ha, nhìn nó có một cái cảm giác giống là thân mật hơn ha. À, các bạn nghe đó, thì anh chủ quán nói rằng là cái chợ này cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà ngày xưa thì nó không có được khang trang đẹp như bây giờ. Cái này là không ngọt. Nhưng bây giờ thì tập trung hơn, khang trang và lịch sự đẹp hơn. Ở đây à. Nè các bạn xem nè, một tô như vậy đó, đó nhìn đẹp ha. Wow. À, là bà xã đã dùm ra đũa. Anh đũa 2 cái muỗng để mình lấy lên những thức ăn cho các bạn. Wow, các bạn, cục thịt nè. Cục thịt chà bá lửa luôn. Con tôm này cũng tương đối ok ha. Thịt ngon các bạn. Wow. Bạn nào làm phim như Duy mà có đi review về các tỉnh, điểm du lịch, là khu vui chơi, đó thì các bạn hãy đến đây ăn sáng đi ha, rồi chúng ta xem một ngôi chợ rất hay ha. Đây Duy đang ăn ở cái quầy của anh là Tư Địa, tên anh cũng hay quá. Rồi Duy mời các bạn cùng dùng với Duy nha.
đúng cái khẩu vị của Duy luôn á. Nhưng mà thường thường là Duy ăn canh, mà Duy khoái ăn rau, mà đây mình xin rau cho mình. Rau không? Dạ, cho em dĩa rau cho anh. Đừng trụng nha, để sống nha anh. Có giống gì nè. Dạ, dạ, dạ. Ủa, tôi đưa em lên trên. Ở đây là quen. Anh Tư có thể cho biết giá, tại vì mình nói cho khán giả biết. Một phần là 25 ngàn. Wow. Tinh không? Cái này 25 ngàn. Mà ở trung tâm thành phố lớn như thế này, mà các bạn xem một thịt chà bá lửa nè. Thấy không? Còn tôm nữa nè. Thấy không? Giá hơi bị mềm. Giá em ở Sài Gòn phim. Nhưng mà em khoái review những ngôi chợ quê lắm. Em đang làm một bộ sưu tập mà chợ bắt đầu từ chữ Mỹ. Thành phố Long Xuyên mình có nhiều ngôi chợ bắt đầu từ chữ Mỹ đúng không anh? Ở Mỹ Bình, Mỹ Quý, Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, ở đây là Mỹ Long. Dạ. Hôm qua em phát hiện được tháp cũng 3 chợ tên Mỹ. Mà bạn em mới điện thoại là ở Sóc Trăng cũng có mấy ngôi chợ tên Mỹ nữa. Em khoái, nghe cái tên hay ha. Rồi, cảm ơn anh. Qua Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Hòa Hưng chưa? Dạ chưa. À, Mỹ Hòa Hưng đó hả? Mỹ Hòa Hưng qua bên sông kia. Dạ dạ dạ. Cái chợ luôn không? Có luôn. Chợ mà. Đi cái chợ thôi. Ờ vậy hả? Nhưng mà em thật không thấy cái chợ Mỹ Hòa Hưng thôi. Chợ lớn lắm. Dạ hả? Dạ dạ, vậy là bắt đầu. Nó qua cái thu đi đường trên á, đi phà trên á, phà trên là đi xem. Đi phà. Còn có cái chợ Mỹ Hòa Hưng nữa các bạn. Anh ơi, nghe nói cái chợ nổi Long Xuyên này mấy giờ nó mới hết đóng cờ, nó mới hết phục vụ anh. Chợ nổi hả? Dạ. Ở đây mình đâu có chợ nổi đâu chứ. Chị nướng đó. Chợ nổi đó. Bán đồ trái cây rồi đó. Dạ. Nó treo ở trên cái ghe đó. Dạ. Đi đó là mình đi thuê tiếng hả chị? Cái đó chỉ chơi chơi thuê với cái xuồng là cái nói nhiêu tiền gì đó để chở đi đi tham quan coi mấy chuyện vui. Nó vui lắm, bán đồ lắm, bán như là mấy cái dây cây rồi đó, xuồng đó. Mềm.
xài bánh canh đây nó vừa là cái độ dai dai á, ăn ngon lắm. Đây gọi là bánh canh bột gạo rồi. Cả nhà có ai đi về thành phố Long Xuyên á thì các bạn đến chợ phường Mỹ Long á, là đây là cái khu bán toàn là ẩm thực, thì các bạn thử đi ha. Giá cả rất là mềm, ăn cũng nêm, khẩu vị ăn được các bạn.
kêu ly cà phê sớm á, nên mày nhỏ tan ra ngọt ngon lắm hả? Ngon chết. À nghe bà xã nói cà phê ngon lắm, ngon thì mình làm liền hả? Cà phê này á, bắt đầu Duy sẽ review lại cái chợ nổi Long Xuyên cho các bạn xem. Rồi bây giờ là Duy xin phép dắt các bạn đi một vòng bên ngoài xem lại cái tiền của ngôi chợ ẩm thực phường Mỹ Long này ha. À, cho các bạn đi xem nha. Đây là cũng những thực khách mới nè, người ta ngồi người ta chờ người ta ăn ha. Duy thì sáng sớm ăn rồi ha. Bên kia là đường Bạch Đằng nha các bạn, thành phố phố xá rất đẹp ha. Nói chung là thành phố Long Xuyên hiện tại bây giờ phát triển, các thành phố của các tỉnh ở miền Tây bây giờ Duy thời gian vừa qua Duy đi, Duy thấy ở đâu người ta cũng phát triển lắm, đất nước hội nhập ha, phát triển kinh tế ha. À, đây các bạn, bây giờ Duy đang thực hiện cái clip này bằng cái Google 7 để cho các bạn xem, để cho so sánh giữa Google 7 và cái Samsung S9 coi cái nào đẹp hơn. Rồi, Duy một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip hành trình của Duy thời gian vừa qua đi review các cảnh ở miền Tây, là cũng như buổi sáng hôm nay Duy đến chợ khu ẩm thực phường Mỹ Long dùng ăn sáng, và các bạn cùng với Duy đi với Duy. Duy không quên mến chúc các bạn một buổi sáng bình an và hạnh phúc ha. Duy bye các bạn.